Không sao cả, đó là cuộc sống như thế mà. Anh hiểu cảm giác của Thư ha. À, phụ nữ chúng ta thông cảm nhau và thấu hiểu cho nhau. Cuộc sống nó luôn luôn như thế. À, không có gì mà chúng ta muốn nó được đâu. Thậm chí đến gần tay với chúng ta cầm còn chưa được nữa. Cái gì của mình là của mình, cái gì không của mình thì thôi, cứ để nó ra đi. Tin chắc rằng sau 6 năm sẽ có rất nhiều nút bấm dành cho cô gái Tinh Thi. Mình xin giới thiệu, mình tên là Đỗ Văn Khánh, quê gốc ở Nam Định. Hiện nay thì mình đang sinh sống ở Bình Dương. Công việc và nghề nghiệp của mình thì là tài xế, làm trong khu công nghiệp Tân Cảng Sóng Thần, chủ yếu là soạn hàng bên hệ thống Lotte và giao cho các cái hệ thống. Tức là tài xế đi giao hàng? Cũng là đi trong ngày rồi về, chứ không có phải là giống như là đi biển biệt hoặc là đi xa. Nên là từ xưa giờ nhiều khi cũng có nhiều người hay thành kiến về tài xế hay đi xa, rồi có cũng nhiều cái... Coi như đi gần thôi đúng không? Nên là đi trong ngày. Anh nhiêu tuổi rồi? Dạ, là sinh năm 1970. Mời bên đàn gái. Em tên là Nguyễn Ngọc Như Thi, năm nay em 34 tuổi. Em đến từ Đồng Nai. Hiện tại em đang là nhân viên văn phòng ở bộ phận là chăm sóc khách hàng. Công việc của mình cụ thể là gì hả chị? Cụ thể là mình chăm sóc trực điện thoại á. Là tổng đài điện thoại. Dạ đúng rồi. Nếu mà là tổng đài chắc nhiều, có nhiều câu chuyện dở khóc dở cười lắm ha chị. Tổng đài 1080 hả, phải không? Cái đài mà mọi người hay thường ưu ái với cái tên là đài biết tuốt á, tổng đài biết tuốt. Chị trực trên đó. Dạ. Rồi. Cái giọng nói của chị rất là hay. Vậy là chắc cũng chắc nhiều người kiếm tổng đài. Có khi nào mình trực tổng đài mình nói chuyện với khách hàng rồi xong người ta cứ tìm mình hoài không chị? Cũng có những khách hàng hay hỏi danh số rồi là cứ tìm mình hoài vậy đó. Nhưng mà mình thấy rất là vui vì có những khách hàng nhớ mình như vậy. Có chú nhiều khi gọi lên, mình tư vấn cho chú xong, chú nói: "Con ơi, con có muốn làm dâu miền Tây không? Chú cũng có đứa con nó còn ở dậy đó con." Em nghĩ là những người mà làm công việc chăm sóc khách hàng như chị á thì chắc chắn là sẽ tinh tế. Tại mình nghe điện thoại nhiều, mình nghe một hai câu là biết người ta muốn hỏi gì rồi. Nhưng mà làm như thế nó cũng nhạy cảm, có những người ta gọi lên ta nói bậy không em? Dạ thỉnh thoảng cũng có. Rồi lúc đó thì chị xử lý làm sao? Tính của mình thì nghiêm túc, mình sẽ xử lý vấn đề nghiêm túc. Có vấn đề nào không trả lời được không? Dạ có chứ. Ví dụ? Ví dụ như cũng có khách hàng hỏi khoảng cách từ từ mặt đất lên cái tầng mây gần nhất là bao xa. Trời đất ơi, vậy ai mà rảnh vậy trời mà gọi lên tổng đài hỏi khoảng cách từ mặt đất lên tới tầng mây hả? Chính vì thế nên cô gái bên kia rất là kiên nhẫn nha. Đúng rồi. Rất là kiên nhẫn luôn đó. Anh Linh khoan cho em hỏi chị em câu nữa nha. Rồi hỏi đi. Chị, ví dụ như có ai gọi lên tâm sự chuyện tình cảm chia tay với chị không? Dạ cũng có. Có cũng luôn có, hả? Đúng rồi. Tổng đài 1088 á thì là cũng có chuyên viên tư vấn về tâm lý tình cảm. Nhưng mà nếu mà khách hàng đó là cảm giác tâm lý của họ không ổn định á thì mình có thể là chia sẻ một chút để họ vơi bớt cái cảm xúc lúc đó. Trời ơi. Khi nào đàn gái bên này cái công vợ việc chồng là... ta gây lộn nhau ta gọi lên em không? Cái đó em chưa gặp. Cô ấy là một người rất là gọi là bản lĩnh luôn, biết có thể giải quyết rất nhiều vấn đề nên anh đừng có lo. Rồi bây giờ mình nói chút về ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Phần ưu điểm của bản thân mình thì là thật thà, chân tình, sống tình cảm, có trách nhiệm với gia đình, không có cờ bạc, không có hút thuốc. Trước khi làm tài xế làm nghề công việc gì? Từ trước đến giờ thì bản thân mình là ở ngoài Bắc, trải qua 7 năm lính xong rồi đi vô thẳng Sài Gòn, tự thân tự lập. Tức là 7 năm quân ngũ. 7 năm ở quân đội, cũng là lính biên phòng ở Huế. Mới đầu vô làm thì làm các công ty, sau đó rồi kiếm tiền rồi đi học tài xế. Rồi sau đó đi lái taxi một thời gian rồi lái xe của các công ty. Cũng bồn ba quá hả? Nhưng mà anh ở đây với ai? Đến năm 2000 thì là lập gia đình. Và có một bé trai là 15 tuổi rồi. Nhưng mà hiện nay thì hai vợ chồng tức là đã chính thức là ly dị là khoảng 2 năm nay rồi. Con trai 15 tuổi con rồi. Con trai 15 tuổi. Ở với ai anh? Thì năm đầu tiên á thì mình nuôi bé trai nhà ở Bình Dương. Nhưng mà đến năm thứ hai là cũng vì lý do là mình ở có một mình, gia đình người thân cũng không có. Thì nhiều khi có công việc đi ra ngoài á, không có ai trông bé dùm. Cho nên là mẹ bé cũng không yên tâm. Thế nên là mẹ bé là xin về nuôi, về dưới ông bà ngoại ở dưới Lâm Đồng. Thì hiện nay là ông bà ngoại đang giữ giùm bé. Tất cả mọi vấn đề thì cái phần hỗ trợ về kinh phí tất cả thì là hàng tháng là mình có chu cấp đầy đủ. Ở với ông bà ngoại thì rất là thoải mái, nhà dưới quê mát mẻ rồi ông bà chăm cháu thì cũng rất là thoải mái. Còn bây giờ anh ở đây, anh ở một mình. Còn hiện tại thì mình cũng đã có nhà ở Bình Dương rồi. Tức mua nhà Bình Dương Nói chung là nhà cũng ổn định,
cũng có thu nhập ổn định rồi. Đó là lý lịch trích ngang của bên đàn trai đó. Bên đàn gái đường tình sao? Em thì từ đó đến nay chỉ có một mối tình duy nhất thôi. Mối tình đầu của em là vào năm 26 tuổi. Tụi em quen cũng được khoảng gần 3 năm. Cũng tính đến chuyện cưới hỏi, nhưng mà mình phát hiện là bạn ấy lăng nhăng. Thế là mình quyết định là dứt khoát chia tay luôn. Trong đầu của mình từ nhỏ cho tới lớn á, không chấp nhận việc không chung thủy. Cũng hơi lâu rồi, từ hồi đăng ký chương trình đến nay chắc cũng 6 năm rồi đó. 6 năm rồi hả? Dạ đúng. Chị đăng rồi, ký chương trình đó. Anh bên đây đã từng lỡ một chuyến đò rồi đó. Dạ. Em có ngại điều đó không? Nếu mà ở độ tuổi này, đến thời điểm này mà chưa có gia đình thì mới là có vấn đề. Ừ. Nhưng mà đối với vấn đề của anh như vậy thì em thấy không có vấn đề gì hết. Vậy là tốt rồi. Thôi mình bỏ chuyện cũ đi. Ai cũng có những cái cuộc sống riêng, ai có những kỷ niệm, những ký ức. Bây giờ mình làm lại từ đầu, biết đâu nó sẽ đẹp hơn. Dạ. Những ký ức của mình thì sao? Em muốn tìm một người đàn ông của mình như thế nào? Người đàn ông mà em muốn bước với em trong cái cuộc đời sắp tới á, đầu tiên là phải là chung thủy, sau đó là nhân hậu. Em nghĩ những người nhân hậu là những người sẽ suy nghĩ cẩn thận trong cái lời nói và hành động của mình, thì sẽ không có gây tổn thương đến cho người khác. Đàn ông lúc nào phải có tài, đó là chuyện đương nhiên. Nếu một người có ý chí cầu tiến á, thì em nghĩ là vấn đề nghèo khó mình không phải lo. Tức là những vấn đề mà em cần chủ yếu là về cái nhân cách. Nãy giờ em nói thì em cảm nhận ảnh như thế nào? Em cảm nhận anh bên đó là ảnh có sự trưởng thành, chín chắn và ảnh chân thành. Vậy là tốt rồi ha. Dạ. Anh thấy ổn đó. Dạ, em chào anh. Chào em. Dạ, rất vui khi anh đến tham gia chương trình. Chị nói là chị đăng ký chương trình 5 năm rồi. Dạ, 6 năm rồi. 6 năm. Dạ, 5 năm mấy? 6 năm ạ. Từ 2013. 6 năm. Từ 2013 năm 2019. 6 năm thì chương trình mới có thể tìm được một cái người có thể hợp. Em nghĩ là anh chị ơi, mình coi đây như là một cái duyên ha. Cái mẫu người phụ nữ mà anh mong muốn là gì? Về ngoại hình thì tương đối dễ nhìn một chút, xinh xắn, gọn gàng, cao trên 1m55. Trong cái tính cách thì là phải thật thà, chung thủy, hướng về gia đình, quan tâm, chia sẻ. Chị em năm nay 34 tuổi, anh sinh năm 70. Thì cái khoảng cách tuổi tác cũng lớn, anh nghĩ như thế nào về điều đó? Đối với mình thì tuổi tác không thành vấn đề. Còn chị nghĩ như thế nào về cái khoảng cách tuổi tác? Về khoảng cách tuổi tác thì chị không thấy có vấn đề. Tại vì là ở độ tuổi đó là mới có thể là có đủ sự trải nghiệm. Phụ nữ mình là rất thích những người đàn ông trưởng thành, chín chắn. Với cái sự trải nghiệm của anh như vậy thì có thể là có rất là nhiều bài học cho mình. Hay quá chị, đúng là nhân viên tư vấn. Cái giọng nói của chị là nó ngọt ngào rồi. Với cách chia sẻ của chị, em thấy thực sự là hai anh chị rất hợp. Bởi vì chị là người lắng nghe điện thoại thôi, thậm chí có thể chia sẻ với một người hoàn toàn xa lạ, huống chi là người thân quen của mình nữa. Rồi bây giờ là mình giao lưu với người thân ha. Chị hôm nay chị đi với ai? Mình đi với chị đồng nghiệp, những người bạn thân của mình. Dạ, xin chào MC Quyền Linh, chào em Thiên Lâm Thư và tất cả các khán giả trong trường quay. Mình là đồng nghiệp và cũng là coi như là chị gái của bé Thi. Bé Thi rất là hòa đồng, vui vẻ, rất là tình cảm, sống biết trước biết sau. Anh bên đây thì chị nghĩ là cũng hợp với những cái mà tiêu chuẩn em đưa ra, bởi vì anh cũng rất là phúc hậu. Chị nghĩ là tùy em ha. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Ta đi với ai? Dạ, hôm nay đi với là anh bạn thân với lại hai cháu. Chào anh. Xin chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư. Dạ. Và dạ, khán giả trường quay. Tôi là Trần Văn Lực, bạn đồng nghiệp và bạn thân chí cốt từ quê. Theo tôi á thì thấy hai bạn là cũng, nếu mà có duyên gặp được hôm nay là cũng tiến tới hạnh phúc hôn nhân là. Rồi, cảm ơn anh. Giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Dạ. Mở rào. Đầu đi anh trai. Chào em. Chào anh. Anh có lớn hoa tăng em. Dạ, cảm ơn anh ạ. Em cũng muốn quà gửi cho anh. Đây là em. Cái tinh dầu thơm có thể là giúp tinh thần của mình sảng khoái. Hy vọng là anh có thể là minh mẫn hơn khi trong lúc lái xe. Quá tâm lý luôn. Không có cái sự cảm nhận gì từ hồi nãy giờ mình chia sẻ qua cái bức rèm này không? Thực ra em đang run. Tại vì công việc của em chỉ trực tổng đài qua điện thoại tiếp xúc với khách hàng. Nhưng mà giao tiếp trước đám đông như thế này thì hơi run, hơi hồi hộp. Thường vào thời gian rảnh á, anh có sở thích làm gì? Đối với anh thời gian rảnh thì đi uống cà phê hoặc là nghe nhạc. Ngoài ra anh có sở thích gì đặc biệt hay không? Cuối tuần hay là những ngày lễ thì anh em có tụ tập bạn thân, gia đình đó, thì cũng có nhậu nhạc chút đỉnh rồi karaoke. Em cũng thích cái không khí gia đình ấm áp như vậy. Anh thì cũng thường rèn luyện sức khỏe nên là tập thể dục, đi bộ hoặc là chạy bộ gì đó.
Em cũng rất là thích chạy bộ và cũng có thỉnh thoảng cũng hay tập thể dục. Công việc của em thì thường là em làm cái thời gian làm là như thế nào? Em sẽ làm giờ hành chính, tại vì cổng đài của em là trực 24/24, thành ra sẽ có những cái ca mình sẽ làm về đêm. Em làm công việc này được bao lâu rồi? Em làm từ hồi em đăng ký bạn muốn hẹn hò. Bây giờ em cảm thấy cái công việc này là em có hài lòng hay không? Em rất là hài lòng. Suy nghĩ của em là em thích giúp đỡ nhiều người và công việc này của em có thể giúp đỡ được rất là nhiều khách hàng. Em rất là hài lòng về công việc của mình và yêu thích nó. Giống như là hôm nay mình có cái duyên mình gặp nhau đó, thì sau này giả sử như nó thay đổi về cái địa bàn sống hoặc cái công việc thì em có suy nghĩ nào? Trong đầu của em á, khi mà đã tiến tới hôn nhân là mình đã đạt được cái độ thấu hiểu, tôn trọng, chia sẻ lẫn nhau rồi, thì chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu thì ở đâu cũng là nhà. Quan điểm của em về người phụ nữ gia đình với lại hôn nhân gia đình là như thế nào? Nếu mà là em sẽ thích chăm sóc gia đình của mình, nhưng mà em vẫn thích đi làm. Mình có công việc, mình có sở thích thì mình mới có thể là thể hiện được cái cá tính của mình. Dường như là em thích hướng tới sự hoàn thiện, vừa có thể đảm việc nhà, đảm việc nước, đó là cái hướng tới của em. Theo như chia sẻ của em thì anh thấy là em cũng khá là dễ thương. Cảm ơn anh. Nếu mà kết hôn thì anh muốn là sinh thêm bao nhiêu bé? Cái này thì anh có suy nghĩ tới rồi, chắc chắn là phải có. Nhưng có thể là một, còn trai hay gái thì cái đó tùy theo ông trời cho mình sao mình chịu đấy. Em cũng có đồng quan điểm với anh như vậy. Anh cũng có nhà cửa, kinh tế thì tạm ổn. Cho em hỏi động lực nào anh đăng ký tham gia bạn muốn hẹn hò? Những lúc rảnh rỗi thì anh cũng thường coi chương trình. Anh thấy cái chương trình này rất nhiều ý nghĩa, mang đến hạnh phúc cho nhiều người. Đứa cháu học đại học của anh á, đăng ký cho anh. Tới đây thì thực sự ra thì anh cũng mong muốn tìm được một người tức là thấu hiểu, đồng cảm. Cái thứ hai là phải chân thật và trung thủy trong lĩnh vực của gia đình ấy. Từ những cái đó mình mới sẽ có cái sự quan tâm chia sẻ và có những cái động lực để mà vun đắp cho gia đình được. Mong rằng thì mình cũng cho nhau một cơ hội. Đây cũng là cái duyên. Sau này như thế nào nữa thì cũng có thể là tùy duyên. 6 năm chờ đợi như thế, 6 năm có tưởng tượng ra một người hôm nay ngồi như mình như thế này hay không? Và sau 6 năm gặp cái người này thì em cảm giác thế nào? Cảm giác đầu tiên là em run. Tại vì nào giờ em chỉ có một mối tình thôi. Em cũng hơi ngại tiếp xúc với con trai một chút xíu. Nên là em gọi anh hơi bối rối. Bối rối đúng không? Dạ đúng rồi. Sau 6 năm gặp một đối tượng là thấy bối rối là được rồi. Bây giờ mình nói một câu gì đó để mình kết thúc cái cuộc nói chuyện hôm nay. Trước phụ nữ thì mình cũng rung động một chút xíu. Có rung động. Nhưng mà cái này thì... Anh nói lớn lên. Thật sự về cái cảm nhận đầu tiên của mình á, có một cái gì đó trong cái cảm nhận đầu tiên á, nếu mà cái bản chất của mình á, cảm nhận mình cảm thấy thích một cái gì đó thì mình rất là thích. Mà cảm thận nó cảm thấy không đạt tới cái đó thì mình có thể là cái tư tưởng mình nó không thông. Rồi đến đây mình cũng là cái duyên của chương trình đưa đến cho hai chúng ta, thì mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Dạ đó cũng rồi. Là suy nghĩ của em. Chúng ta để tay mình rút bấm và kiểm tra lại đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Phải thì bấm, không phải thì chúng ta dành cơ hội để cho người khác. Bấm nút là chúng ta phải có trách nhiệm với lời nói của mình, bởi hai anh chị cũng lớn rồi, ta suy nghĩ kỹ chín chắn rồi. 3, 2, 1. Hết thời gian. Sang thông bấm. Mình cũng chia sẻ thật là cái cảm nhận đầu tiên mình cũng chưa rung động nhiều lắm. Anh cần điều gì nữa? Thực chất ra thì cũng không đòi hỏi gì nhiều, nhưng mà chuyện tình cảm nó phải xuất phát từ cái sự rung động và... Nhưng tại sao trước khi bấm anh lại nói là chúng ta cần cho nhau một cơ hội để đối phương hiểu lầm chúng ta? Cái này lỗi do anh đó. Anh cứ bày tỏ chân thật cảm thôi. Xúc của mình không có vấn đề gì cả. Thì anh, trước khi bấm thì Linh có hỏi anh nói là chúng ta nên cho nhau một cơ hội. Cuối cùng anh suy nghĩ điều gì mà anh không bấm? Mới đầu thì mình cũng có suy nghĩ như thế, nhưng mà cái thật sự cái con tim với cái sự rung động đến giờ phút cuối thì mình chưa có cái sự cảm nhận được. Chúng tôi vẫn trân trọng cái quyết định của mỗi người. Mình không bấm thì mình nhường cơ hội để cho nhiều người khác nữa. Bởi vì trên truyền hình có rất là nhiều chàng trai có thể bấm cho cô ấy. Nhưng mà chỉ tiếc cái anh nói câu mà là hãy cho nhau cơ hội thôi, là đâm ra cái người đối diện người ta hiểu lầm. Thôi không sao, bấm hay không bấm cũng không quan trọng. Có thể em bấm, mình nghĩ sao mình nghĩ vậy, người khác không bấm mình vẫn bấm, đó là suy nghĩ của mình ha. Tôi nghĩ rằng anh chị cũng đã duyên đến đây 6 năm chờ đợi, tiếc quá. Không sao cả quý vị và các bạn, đặc biệt là các anh đang xem truyền hình thì hãy gọi điện thoại về tổng đài, gọi về tổng đài biết tuốt gặp chị Thi. Đó, gặp chị Thi, còn rồi sau đó rồi xin thông tin hay cái gì thì
Cứ việc nha, thoải mái nha. Chị Quý Thư làm tổng đài nha mọi người, chị Thi nha. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị hôm nay đã đến tham gia chương trình. Mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu phân phối tại công ty trách nhiệm hữu hạn Yakio Việt Nam. Rất tiếc hai anh chị không bấm nút hẹn hò nên chưa có cơ hội nhận được cặp nhẫn cưới hẹn hò và voucher mua nhẫn cưới và thuê xe cưới đến từ thương hiệu nữ trang Anh Phương Jewelry. Rất tiếc là hai người không bấm nút, nhưng tôi hy vọng rằng hai người sẽ tìm sớm cho mình một nửa yêu thương của mình. Chúc cho hai bạn sẽ may mắn và thành công trong cuộc sống. Em cũng chúc cho anh Khánh sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Cảm ơn anh rất nhiều đã đến tham gia chương trình. Cảm ơn chị Thi. Đây, em đưa chị xuống. 6 năm một chặng đường rất dài, cô ấy đã bấm nút với nụ cười rất là tươi. Và tôi tin chắc rằng rất nhiều chàng trai đang nhớ nụ cười đó. Em cảm thấy là thật sự tổn thương khi như anh nói, chị Thi chờ đợi chương trình 6 năm. 6 năm đăng ký bản hẹn hò mới đến và tham gia chương trình. Trước đó thì tất cả chúng ta đều chứng kiến họ nói chuyện với nhau như thế nào. Và em đang hy vọng một cái kết thật sự có hậu. Nhưng mà... Anh hiểu cảm giác của em, và cũng là cảm giác của rất nhiều người theo dõi chương trình ngày hôm nay. Anh trai không rung động, anh ấy không bấm. Nhưng tại sao anh không thành thật với cảm xúc của anh ngay từ đầu? Tại sao anh nói là hãy cho nhau cơ hội, anh lặp đi lặp lại câu đó ít nhất là 2 lần. Nhưng mà cuối cùng anh lại không bấm. Nhưng cuối cùng con tim anh lại không rung động. Không sao cả, đó là cuộc sống như thế mà. Anh hiểu cảm giác của Thư ha. Phụ nữ chúng ta thông cảm nhau và thấu hiểu cho nhau. Cuộc sống nó luôn luôn như thế. Không có gì mà chúng ta muốn nó được đâu. Thậm chí đến gần tay với chúng ta cầm còn chưa được nữa. Cái gì của mình là của mình, cái gì không của mình thì thôi, cứ để nó ra đi. Tin chắc rằng sau 6 năm sẽ có rất nhiều nút bấm dành cho cô gái tên Thi. Như Thư đã nói, chị Thi của Thư làm ở tổng đài Biết Tuốt. Các anh ngồi xem truyền hình, muốn xin thông tin của chị hãy gọi về tổng đài nha mọi người. Và hy vọng là anh nào gọi về tâm sự, chia sẻ với chị của Thư thì hãy luôn thành thật với cảm xúc của mình ngay từ phút ban đầu. Thật sự là nãy em không có dám bộc lộ cảm xúc quá nhiều trước mặt chị Thi, nhưng mà tại vì em thấy chị Thi lúc nào trên mặt chị cũng cười cũng rạng rỡ. Một người con gái bản lĩnh, tự tin, một người con gái nụ cười luôn tỏa sáng. Hy vọng rằng chị ấy và anh ấy sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình. Còn bây giờ có lẽ thời gian phát sóng đã hết. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, xin mời bạn nữ giới thiệu về bản thân mình nè. Chào chị Nam Thư, chào anh Quyền Linh và chào các quý vị khán giả và anh Nam bên kia. Em tên là Võ Thanh Dân, em đến từ Tây Ninh, năm nay 29 tuổi. Em làm quản lý về mẫu anh. Còn bạn? Xin chào diễn viên MC Quyền Linh. Chào em. Xin chào MC Nam Thư. Chào anh. Xin chào bạn Vân. Xin chào quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em là Nguyễn Minh Trí, đến từ thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay là chuyên viên kỹ thuật. Năm nay em 33 tuổi. 33 tuổi, tuổi con gì? Dạ tuổi dần. Rồi bên kia 29 tuổi, tuổi con gì? Tuổi ngọ anh. Hợp không? Hợp lắm luôn. Vậy là khỏe rồi ha. Thấy đầu tiên thấy có chút xíu gì hợp rồi đó. Vân ơi, Vân hãy nói một số ưu điểm khuyết điểm của Vân đi. Dạ, ưu điểm của em là hòa đồng, vui vẻ. Em cũng có một số tài lẻ, ví dụ như là em có thể chơi tất cả các môn thể thao, như là võ em cũng học một ít, chạy việt giả, rồi nhảy bao bố, đập chậm, cắm hoa, đi nấu ăn, em được thể tham gia được hả chị? Điểm yếu là gì? Điểm yếu của em là em hay quên lắm anh. Mấy bạn trong công ty chọc em là super quên á. Em khi mà em thấy người đó nhìn quen nhưng mà em không có nhớ tên ta tên gì, thường em nói trọng vậy á. Rồi bây giờ anh hỏi em cái người kế bên em tên gì em nhớ không? Như tên Trí phải anh? Vậy thì được rồi đó. Được rồi, được rồi. Trí nhớ bên kia tên gì không? Tên Vân. Đúng rồi. Trí có ưu điểm gì, khuyết điểm gì? Ưu điểm thì không có thích uống rượu, không thích uống hút thuốc, thích ca hát, có biết thể quét nhà, dọn dẹp gia đình. Những cái khuyết điểm là cũng hay quên với bạn đó, mà em cũng có một số tài lẻ như là dẫn chương trình, đọc phát thanh hay là ca hát. Và đặc biệt là em theo ca hát được 4 năm, thì đến năm thứ 4 thầy nói, thầy mà như em thầy đã nghỉ rồi.
Thầy nói vậy đó hả? Dạ. Thôi nhưng mà em sau khi về em rút kinh nghiệm là em nghiệm ra một chân lý là cứ cố gắng đi sẽ đến. Đúng rồi. Bây giờ em giới thiệu chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và sau đây Trí sẽ hát bài tặng mọi người. Thử coi nào. Minh Trí rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Đây là một chương trình ghép đôi giữa hai cặp ế. Nhưng mà ế là một cái xu thế. Đến với chương trình thì Minh Trí muốn gửi đến quý vị một bài, một ca khúc Mãi Mãi. Nhà hàng lời Việt được trình bày bởi ca sĩ Lam Trường. Tuy nhiên ngày hôm nay Minh Trí sẽ hát. Rồi, bắt đầu. Đời đã cho ta gặp nhau từ đây. Trái tim hao gầy những tháng năm chờ mong. Biết chăng lòng anh đã bao ngày. Người yêu ơi thăm nghe. Em xin lỗi, em quên. Bây giờ thì anh mới hiểu thầy em. Em gái. Dạ. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Có một mối tình chính thức ạ. Còn mấy mối tình râu ria là nhiều không? Nói chung là thoáng qua thôi anh ơi. Thoáng qua? Thoáng thôi hả? Ủa mối dạ, tình sao thoáng là thoáng qua em? Cái gì dạng thích thích xong là đi luôn á anh. Chào cưng. Sao mình trải qua mấy mối tình rồi? Hai mối tình. Vậy mối tình mà gần đây nhất là bao gần lâu? Gần đây nhất là khoảng 2 năm. Do là quen ở xa, quen xa. À, em ở đâu? Dạ em ở thành phố. Em yêu ở đâu? Em yêu ở Tiền Giang. Trời ơi vậy mà xa. Gần nó mới dễ đánh anh. Đánh gì? Đánh trận hả? Đánh trận. Tình yêu mà giống như đánh giặc. Ờ vậy giờ bây giờ là vậy thì em có ngại vấn đề mình sẽ yêu xa không? Cũng có một ít nhưng mà chắc tuổi này thì yêu xa cũng vẫn được. Ờ hình mẫu bạn gái lý tưởng á? Hình mẫu lý tưởng là có tóc. Không lẽ cọc lóc. Ông nội này ai mà không có tóc vậy ông? Khuôn mặt và khả ái, lỗ mũi cao, mắt hai mí, căng khểnh. Mũi cao, ví dụ mũi mình chưa cao, mình về mình... Không, mũi cao thì mình sẽ có chụp góc cạnh cho nó cao. Thích mũi thấp thì khó, chứ giờ thích mũi đúng cao rồi. Quá đơn giản. Gương mặt thế nào là khả ái? Mặt anh Linh là không phải gương mặt khả ái nha. Mặt anh không khả ái đâu. Mặt anh là gì anh? Khả ố. Cảm Minh Hằng đi. Cũng được, để coi bệnh coi giống Minh Hằng không? Hay là giống Minh Vượng? Dạ, chào anh. Cũng dễ thương mà. Em nãy em nói trải qua mới mối tình hả? Mối tình thoáng qua trước thôi. À, còn chính mối tình thức thứ hai là có là... một. Sao chia tay? Cũng xa, ở xa cũng không hiểu xa được. Là ở đâu? Tiền Giang. Trời đất ơi. Trời ơi gì vậy? Ý anh, khoan. Anh có ở nào? Ở Tiền Giang hả? Đúng rồi. Anh có, coi nào hai đứa nó cũ nó gặp nhau đúng đây rồi. Không? Em cũng đang sợ đó. À, bây giờ người ta yêu nhau nửa dòng trái đất mà cũng đâu có sao đâu, vấn đề là người ta tin tưởng nhau. Mẫu hình lý tưởng như thế nào? Chín chắn. Có dạ. Thấy mình chín chắn chưa? Dạ 33 phải chín chắn anh. À, gì nữa? Yêu trẻ con. Yêu trẻ con thì anh từng đi dạy trẻ con rồi anh biết. Anh rất yêu đó. Yêu. Có các mối quan hệ rõ ràng anh. Cái nào ra cái đó, đừng có nói là em gái mưa rồi đó, em gái bão. À, đúng rồi anh. Rồi em gái gió. Dạ rồi em gái tùm lum hết trơn là. Thế giờ này rồi là biết rồi. Đừng có mai cái dẫn em gái mưa rồi cái mốt cái dẫn em gái mương. Em gái mương là em gái gì anh? Gái mương. Em gái mương là nó dẫn ngay trước cửa nhà mình đó, là hàng xóm đó. À là mương. Rồi là em gái mương, có cái mấy mương qua đó. Không, cái cụm từ em gái mương của anh dễ thương. Rồi anh có dễ ăn không anh? Anh rất là dễ ăn. Ý là anh có thể ăn chay được không á? Cũng không thích ăn lắm nhưng mà bắt ăn vẫn ăn. Dạ ăn phải tự nguyện chứ. Nhiều khi nó chưa ăn quen thôi. Nếu về em ăn hoài thì nó cũng ăn hoài chứ nó quen thôi. Còn em có cái mẫu hình nào mà để về dễ nhận biết đâu? Giống chú Quyền Linh là được. Nói chung là chia sẻ công việc nhà. Làm tất, được tất luôn. Hai bên đã đưa ra những cái suy nghĩ của mình rồi đó. Thử xem mỗi bên chim nghiệm xem mình có hợp với nhau không. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nữa ha. Bạn đi với ai nè? Dạ, em đi với hai bạn đồng nghiệp với em gái. Con chào chú Quyền Linh, được với lại chị Nam Thư, với lại anh trai luôn. Chị em là cái tính cách là đôi khi cũng hơi thất thường xíu. Đó là gọi là sáng nắng chiều mưa xíu. Mà đôi khi là hơi điên điên. Cái anh chịu được. Có một lần là chị em đè ra nặng mụn luôn, mặt sưng lên luôn á. Anh nhắm mà anh chịu được không? Làm gì? Nặng mụn. Dạ em rất là thích nặng mụn anh ơi. Là khi mà em buồn buồn là em đè mặt ra em nặng à. Buồn buồn chờ ai cũng em cũng tự nặng mụn cho em luôn ạ. Rồi bạn trai bên đây nói có mụn để nặng. Chịu, chấp nhận chịu nặng mụn. Dạ thì anh bên này á thì em thấy thì ảnh cũng vui tính, cũng dễ nhìn. Nói chung là em cũng hy vọng là nếu được á thì hai anh chị có cơ hội là tiến tới. Cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với bạn và đồng nghiệp.
Chào anh Quyền Linh, chào bạn Nam Thư. Dạ. Chào Vân. Dạ, em chào anh. Trí. Tên là Thái. Bạn với Trí, bạn thích cái chín chắn đó, thì chắc chắn là mình tin là Trí có thể đáp ứng được câu chuyện đó. Và tuyệt đối là sẽ không có em gái mưa. Trí không thích mùa mưa, chỉ có nắng thôi. Nha, yên tâm cái chuyện đó. Trí ơi, ok nha. Hay quá. Đó là lời góp ý của hai bên họ hàng, đàn trai đàn gái. Bây giờ quyền quyết định vẫn là của các bạn. Mở rào. Hồi hộp không? Dạ. Hồi hộp không? Sao? Đây. Không gian này là của các bạn đó. Em cảm ơn anh. Em cũng muốn quà tặng anh. Rồi, cảm ơn. Rồi mua cái gì đeo cho bạn luôn đi, mua cái gì vậy Trí? Cái gì đó? Một sợi dây chuyền. Mình để này đây chút thôi. Trời ơi, tâm lý không? Dán tóc lên. Sorry. Tại vì chưa có trải nghiệm lần nào. Đeo ngược lại cứ. Đeo ngược lại. Người ta trồng sau cổ lên, đúng rồi. Ừ, đó, đó. Được chưa? Trời rung quá. Bình tĩnh. Đeo chậm chậm thôi, nhẹ nhàng, coi chừng ta nín thở đó. Chắc nhờ chị Nam Thư quá. Đây, để Thư đeo cho. Tới Thư đeo không được nữa, tới anh Linh đeo nha. Rồi, okay. Đó. Rồi. Đó. Anh có thể leo núi được không vậy? Cái chuyện đó là có thể. Và anh đã từng trải nghiệm leo núi nhân tạo luôn rồi đó. Anh có thể leo được cái núi Bà không vậy? Núi Bà hả? Phú Tư. Tại bữa nào vậy mình leo núi bữa nha. Ok. Về mặt khoảng cách thì anh nghĩ là không có lo lắng gì. Vấn đề là khi mà ngỏ lời xuống á, lên Tây Ninh chơi á, thì không biết em có sẵn sàng hay không. Dạ, ví dụ như cuối tuần. Dạ em sẵn sàng. Ok. Không biết là ở Tây Ninh thì em có thể giới thiệu ở đây với khán giả luôn là có những cái đặc sản gì hay? Tây Ninh của em á thì có... Có muối. Dạ có muối Tây Ninh nè. Có bánh tráng trộn. Anh thích ăn bánh tráng trộn thì trộn cho anh ăn. Ok. Anh ăn cay được không vậy? Ăn cay vừa thôi. Tại vì anh từng ăn cay món Thái á, miệng nó sưng lên dữ lắm. Sưng lên thì khỏi môi hoa son anh cũng đẹp vậy. Hai người có cãi lộn với nhau, anh có phải là người xin lỗi trước không? Đương nhiên là anh sẽ người là xin lỗi trước rồi, nhưng mà khi mà em đang nóng thì anh sẽ đi, để khi nào em bớt nóng rồi anh sẽ xin lỗi. Giận là em hay im lặng lắm rồi sao? Anh cũng vậy. Anh hay vậy im lặng. Là chiến tranh lạnh hả? Chiến tranh lạnh chừng một ngày thì được, hoặc nửa ngày thì được. Em có ngại chịu làm dâu không bé Vân? Dạ không ạ. Nếu mà hai bên tìm hiểu nhau á, thì khoảng chừng 6 tháng là anh sẽ có thể ngỏ lời. Yeah. Không biết em như thế nào? Dạ coi thì tình cảm tới đâu anh. Thường á, thì thứ bảy chủ nhật á, em có thích đi ra những quán cà phê ngồi để mà giải trí nghe nhạc hay không? Thì thường thường em chủ nhật về là em thường chơi với cháu. Nếu quen nhau rồi thì anh thấy những cái bộ phim nào hay á, thì anh mời em đi, em có đi không? Dạ cũng được. Không biết em thích loại bộ phim gì? Dạ em thích phim hoạt hình. Anh thích phim gì? Phim hành động, em thấy anh múa máy tùm lum là biết rồi đó. Nhưng mà em thì thích phim hoạt hình thì sao? Vẫn đi xem được. Nếu mà quen nhau như vậy thì một tháng sẽ gặp nhau bao nhiêu lần? Thì anh có thể lên Tây Ninh một tháng bao nhiêu lần ạ? 4 tuần, anh có thể đi hết 4 tuần. Ồ vậy hay quá, được quá. Bạn gái cũng nói bạn từng học võ. Bạn anh gái học võ gì anh? Vịnh Xuân Quyền. Làm thử nửa bài coi chơi. Đúng coi. Rồi. Bên đó học Vịnh Xuân Quyền, của em học gì Bobby Nam? Em Tây Quân Đô chị. Rồi. Mạnh này đi múa. 3, 2, 1, xuất. Trời ơi. Cảm ơn hai bạn. Hai bạn mà có thành đôi á. Xong cái về nhà, cái vụ cái lộn nè nhẹ đi. Xong bên Vịnh Xuân Quyền, bên Taekwondo, không bên nào dính bên nào.
Vui. Hai đứa giận nhau mạnh, đứa nào đứa vỏ nhìn cũng mắc cười lắm. Vui, vui, vui. Nãy giờ thì các bạn nói chuyện với nhau, có thể đùa với nhau, có thể vui với nhau. Nhưng đã đến lúc ta lắng lòng mình lại, để tay vào nút bấm các bạn. Nhắm mắt lại và lắng nghe con tim mình nào. 3 2 1 Hết thời gian. Tại sao em nói cô gái này rất là xinh, rất là dễ thương mà tại sao em không bấm? Dạ, cái cảm xúc nó chưa có rung động nhiều. Cũng đúng đó. Chúng ta đừng dối con tim của mình. Dạ. Bởi vì em không bấm thì có rất nhiều chàng trai đang theo dõi chương trình truyền hình sẽ bấm cho cô gái ấy. Dạ. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gói cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex. Nệm cao su thiên nhiên Vinalatex, nệm tự hào cao su Việt. Gửi tặng mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da của One Today gồm kem dưỡng trắng da mà, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đăng Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Việt Nam Cacao gửi tặng mỗi bạn hộp sô cô la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao chúc hai bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như những thanh sô cô la này. Phần quà dành cho mỗi bạn là một nồi cơm điện đến từ Akino. Rồi, chúc các bạn sớm tìm được nửa yêu thương của mình nha. Xin cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Mời Vân. Đây. Rất tiếc là chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng vẫn chưa có chủ nhân. Khán giả xem truyền hình cũng có thể nhận được quà tặng là một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá 4.690.000 đồng nếu trả lời câu hỏi của chương trình thông qua fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò. Còn bây giờ tại trường quay chúng ta sẽ nhận được cái nồi cơm điện Akino trị giá 350.000 đồng. Rồi, khán giả may mắn nào sẽ nhận được một nồi cơm điện Akino trị giá 350.000 đồng đây. Số nhiêu nè anh Linh? Còn máy đây, còn máy gì ra? Số gì ra, số gì ra? Máy gì ra, máy gì ra? Ra, cờ ra, có mấy cậu máy gì ra? Con số ơi, khổ qua non là khổ qua đắng, mà khổ qua đắng là khổ qua đèo. Thương em chẳng ai giàu nghèo ấy xong cũng lội mấy đèo cũng qua. Con số 3, hai con số 3 là con 33. 33. Yeah, đã có một bạn nữ. Rồi, đây, mời bạn. Rồi, đúng 33 luôn nha. Rồi, đây, nồi cơm điện của Akino xin chúc mừng em. Cảm ơn thương hiệu TV Akino đến từ công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt đã tài trợ chính cho chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn quan theo dõi chương trình phát sóng vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin Love TV. Và bây giờ Nam Thư, anh Quyền Linh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Từ miền biên giới làng quê em đợi em chờ, con sông của người quan họ suốt đời nước chảy lơ thơ, tiếng anh ấm như hơi thở em nghe để nhớ suốt đời. Đừng giận người ơi, mà đừng quên, đừng giận người ơi. Ôi, chết ông Quyết nhà tôi rồi. Quái ông Quyết ơi, là ông Quyết ơi. Bây giờ nhìn người tim đã rơi xuống rồi. Nghe hát mà nó rụng luôn. Nói chung là đúng là cô giáo dạy nhạc mà rất là ngọt ngào. Anh nghĩ rằng anh Quý hát cũng tốt mà. Không, tôi bị rẩn da gà luôn hết. Em hát xong ngay tim anh chậm loạn nhịp rồi. Thật đúng loạn nhịp chị còn loạn nữa rồi em. Thế nào? Dạ, bây giờ em có điện điện. Anh điện. Có điện mà kêu anh bằng kỹ luôn đấy. Cái lượng điện này chắc phải 500 kV điện. Mạnh. Bây giờ là hai người đó, một người, hai người ở rất là xa. Tao mình nói thí dụ tụi mình bấm nút thì mình sẽ hẹn hò thế nào, cho nhau cơ hội thế nào và tạo nhau một cái điều kiện lãng mạn nào để yêu nhau. Quyết đưa ra vấn đề đi. Mà coi như quen nhau xong một phát mấy tháng sau cưới này. Thì anh hy vọng một cái là anh sẽ tạo điều kiện cho hết mức và đằng sau của bên em công việc đó thì anh cũng sẽ là người đàn ông vững chắc để cho em tin tưởng và gửi gắm cả cuộc đời mình còn lại, kể công việc và cái tình cảm. Em có cảm giác đây là cái người đàn ông mà có thể làm chỗ dựa cho em không? Cái trái tim em nó có một cái chút loạn nhịp nào không?
Dạ hiện tại bây giờ em rất ổn. em không dễ, em không dễ yêu. Thực ra là em có 20 tình, thứ nhất là 6 năm thì tính với bà xã của em. Vâng, kỳ đó hồi đó là em phát hiện là bà xã có bồ. Vâng, cái thôi em cũng rất kinh ngạc. Mời đàn trai. Rồi, chào anh trai. Rồi, xin mời đàn gái. Dạ, xin chào chị Minh Vân, anh Hoàng Linh và lên. Quý vị khán giả. Em ngồi và đi. Anh bên chết rồi, tôi tưởng diễn viên Hàn Quốc không à. Mời đàn gái giới thiệu về mình trước đi. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Mai Thị Hà, quê ở Thanh Hóa. Hiện tại thì em là giáo viên dạy môn âm nhạc. Em năm nay 31 tuổi. Còn em giới thiệu về mình cho mình đàn gái biết đi. Dạ vâng, em xin chào anh Tuyền Ninh, chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn gái bên Tấm Rèm cùng tất cả khán giả trường quay. Vâng, em xin giới thiệu em, tên đầy đủ là Vũ Mạnh Quyết, năm nay 37 tuổi, nguyên quán Hà Nội và hiện tại đang sinh sống tại thành phố Nha Trang. Quyết hả? Quyết tâm anh. À, quyết tâm đó hả? Dạ vâng. Quyết làm gì? Em nghề nghiệp về em kinh doanh vận tải, mà chủ yếu là khai thác tour trong thành phố. Tức là công ty của em hay là sao? Vâng, em công ty của em. Công ty của em luôn, em làm giám đốc luôn. Vâng. Quyết giám đốc 37 tuổi, kinh doanh du lịch. Để bên đàn gái người ta giới thiệu về bản thân trước nè. Tại vì cái cô này cổ giống như là một cái cô diễn viên bên Hàn Quốc vậy đó trời ạ. À, em nói cho chị nghe coi, em cái điểm mạnh của em là gì? Em biết hát, nói chung em dễ tha thứ và em dễ chịu với người khác. Rồi, còn điểm yếu? Em sống tình cảm quá nên là em nhiều khi cũng hay bị buồn. Với lại có một cái điểm yếu nhất là em canh giờ hơi dở. Tức là em không biết canh giờ, tức là em hay bị trễ đúng không? Dạ. Bị trễ hẹn đó đúng không? Trễ khoảng 15 phút rồi đó. Em có hay khóc nhè không? Dạ, dạ có. Có đúng không? Sống tình cảm quá cho nên là rất dễ khóc nhè. Không có tật xấu gì không? Dạ, hình như là không. Không có tật xấu gì luôn. Đằng ấy ơi, Quyết ơi, em nghe chưa? Vâng, không em nghe chị. Không có tật xấu em ơi. Dạ, rồi. Rồi. Quyết nói cho em gái biết đi. Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Điểm mạnh của anh là không trách nhiệm gia đình và thích cũng rất thích nấu ăn, sống tình cảm, em cũng có tài lẻ như ca hát và thể thao. Em có tật xấu gì không? Tật xấu là em cũng tính cả lẻ. Cả nể. Cũng đâu phải tật xấu đâu. Đôi khi cái tên nào thương hại, đôi khi cũng bị mất hoài. Mất gì? Như tiền bạc chẳng hạn. Cũng vậy hả? Gì? Hay bị mất tiền hả? Em hay ở chỗ nào vậy? Tôi biết cái chỗ em ở, tôi định tiền giùm em. Vâng. Nói nghe nè, em có biết cái điểm yếu của em là gì không? Nói nhanh. Em nói nhanh quá. Dạ, vâng. Chị hỏi em chút xíu nha. Cái tiêu chuẩn của em là như thế nào? Tiêu chuẩn cũng rất đơn giản thôi. Chiều cao mất 6 trở lên. Địa lý từ Sài Gòn trở ra. Cân đối được tí. Được 3 vòng càng tốt, không 3 vòng thì 1 vòng mới được đầy đặn tí chị. Đầy đặn, khuôn trang đầy đặn mấy ngày nữa nè. Giống như chị ấy nhỉ. À, giống như chị. Dạ. Yeah. Ơi, nó hơn chị nhiều lắm. Nó hơn chị nhiều lắm nên em yên tâm nhá. Không, nói thế chứ ngày xưa Vân hơn nhiều người lắm. Vân là hoa hậu đấy. Trời ơi. Là hai là hoa hậu đấy. Tôi không cần ông phải giới thiệu. Bây giờ thì nó cần hơi cao bây thôi. Bây giờ tôi đang mai mối cho người ta ông. Thế giận chứ bây giờ em nói cho bạn gái này biết về cái những mối tình của em đi. Ừ, đường tình duyên đấy. Mà báo cáo chị là em có 20 tình. Thứ nhất là 6 năm. Vâng, thì chính cái bà xã của em. Cưới vợ rồi hả? Dạ. Vâng, kỳ đó hồi đó là em phát hiện là bà xã có bồ. Vâng, cái thôi em cũng rất từng ngại. Khi mất lòng tin rồi thì yêu nhau 6 năm rồi cưới nhau. Vâng. Rồi phát hiện bà xã có bồ. Có bồ thì thôi em xác định là hôn nhân không tin tưởng nhau thì thôi. Em cưới nhau bao lâu thì phát hiện ra điều đó? 5 năm. Cưới nhau 5 năm phát hiện ra điều đó. Ồ, vậy là mình đã có con chưa? Có một bé gái chị. Mà bé gái giờ ở với mẹ hay là ở với em? Ở với mẹ. Nhiêu tuổi rồi? 7 tuổi thôi. Thôi, bỏ cái chuyện đó đi. Coi như là một cái câu chuyện buồn nhưng mà mình nên bỏ qua, mình nhìn ra phía trước. Đó hai em ha. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về cái chuyện tình duyên của bạn đây. Nhưng mà quan trọng là bây giờ nè, hỏi bên đàn gái còn sao? Cho ông nhìn nha. Nha, ông che mắt lại đi. Tôi sợ ông mối này ông lạc lòng quá, ghê quá. Nè, 1, 2, 3. Ủa sao to con quá vậy? Dạ. Hơi cân nặng hả? Ủa? Chào em gái, trời ơi, dễ thương quá. Tưởng đâu nhìn người bạn của tôi. Đàn trai anh thì nó lỡ con đò rồi đó. Bên đàn gái thấy sao? Em cũng đã từng kết hôn ạ. Cô vậy à?
năm mà em 25 tuổi là lúc đó em ra trường, em làm được 2 năm rồi. Em đã quyết định lấy một người. Em có con chưa? Dạ em chưa có con ạ. Chưa có con? Dạ. Hai bên đều đã một lần gọi là lỡ chuyến đò. Bây giờ em mong muốn tìm một người mới như thế nào? Dạ em muốn một người người ta biết yêu thương, biết chia sẻ. Khi mà gặp chuyện gì thì hai người cùng ngồi lại nói với nhau để cùng hướng tới một điều tốt đẹp hơn. Bây giờ cho gặp người thân đi, ta góp ý sao rồi mình cho hai bên gặp mặt. Ủa em này có người thân đi với em không? Dạ em có hai người bạn. Đâu hai người? À hai cô bạn. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào tất cả mọi người. Thì em thấy anh trai bên này cũng được chững chạc. Chị Mai Hà em là tiếp người rất là sống theo cái dạng rất là tình cảm. Hai anh chị đã đến đây là một cái duyên rồi. Thì anh chị hãy tạo cho nhau một cái cơ hội. Em trai đi với ai? Em đi với cậu, với anh trai và một anh bạn. Rồi, xin mời đại diện gia đình. Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Xin chào quý vị khán giả, chào các bạn gái bên này. Tôi là cậu của cháu Quyết. Thì cháu Quyết cũng như chị Hồng Vân lấy nhận xét là cái nói rất là nhanh mà hay vấp. Cho nên là đó là cái khuyết điểm mà cũng nhiều nhà cũng góp ý nhiều. Thì cái khuyết điểm nó còn về cái ưu điểm đó là Quyết là rất là nhiệt tình, có hiếu, biết kính trên nhường dưới trong gia đình. Mọi công việc, cái việc gì cũng có thể làm được. Mai Hà bên này thì cậu thấy rất là phụ nữ rất là xinh, là rất là chững chạc. Thì lên đây là cái duyên, thì mong tạo cho nhau một cái cơ hội để mà tìm hiểu. Mà gia đình bên nhà trai thì rất mong muốn cái điều này. Rồi. Cảm ơn cậu. Cảm ơn hai gia đình. Chúng ta mở rào thôi. Bắt đầu đi Quyết. Được rồi em. Anh có đoá hoa tặng em, chúc em luôn tươi tắn như những đoá hoa này. Dạ, em cảm ơn. Cái này là chiếc thuyền buồm, như này là tượng trưng cho hai đứa ta. Vì dù bất chấp bão tố phong ba, thì có thể vượt qua cái bến con thuyền này, thế cập bến và sẽ đi đến bến bờ hạnh phúc. Dạ. Em đón nhận đi. Dạ, em cảm ơn. Dạ, em cũng có một món quà nhỏ gửi tặng anh. Gửi tặng cảm em. Mở ra đi, em dạ, mở ra đi, mở là cái gì? Dạ, cái này là dây đòi nợ. Nếu như có nợ thì... cái gì? Dạ, nếu có nợ thì phải trả. Cả là phạt. Dạ. Tôi đã biết rồi nhỉ? Mình đăng ký, mình mang luôn, đeo luôn. Thôi cảm ơn. Em đây âm nhạc thì âm nhạc chắc em cũng hát hay nhỉ? Có chắc nghệ sĩ thì em cũng có đúng không? Dạ, em cũng hát được. Em hát được. Dạ. Nghe anh nói là anh cũng biết hát đúng không ạ? Ừ, anh cũng rất thích hát hát ấy. Dạ, anh hát cho em với mọi người nghe được không? Được. Thôi anh... Với anh hát bài ngắn gọn thôi. Bài Lối nhỏ vào đời của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Dạ. Anh sẽ là dòng sông, để em là biển rộng. Anh sẽ là gió lộng, để em là mây bay. Anh sẽ là nắng mai, để em là hoa đỏ. Anh sẽ là lối nhỏ, để em bước vào đời. Đời em là chim én bay, đời em là hương tỏa đâu đây. Đời em là tình yêu rực cháy, anh đã cho em mùa xuân này. Hay quá, hay quá, hay quá. Nói nhanh nhưng mà hát rất rõ. Đây nè, hát rõ và cái giọng rất là cao. Cô đúng giáo rồi. Sẽ làm cho học trò này hát hay hơn. Cô giáo thấy sao nào? Dạ, em thấy anh hát giọng hay, giọng bay à. Rất ấm, hay. Rồi, cô giáo hát cho anh nghe đi. Cô giáo lại đi cô giáo. Dạ, em sẽ gửi tặng bài hát Tình yêu trên dòng sông quan họ. Ồ, bài quê tôi đấy. Quê tôi. Có từ nơi anh, lửa rừng bập bùng vách núi. Anh đi giữa miền biên giới, làng quê em đợi em chờ. Con sông của người quan họ, suốt đời nước chảy lơ thơ. Tiếng anh ấm như hơi thở, em nghe để nhớ suốt đời.
Đừng quên đừng giận người ơi, mà đừng quên đừng giận người ơi. Ủa, chị người của em. Chết ông Quyết nhà tôi rồi. Ông Quyết ơi, là ông lút Quyết đâu, ơi lút đâu nhỉ, lút đâu nhỉ, lút đâu, bấm luôn, bấm luôn, bấm luôn, lút thật, bấm luôn. Nghe là dụng tim rồi. Tôi nghe tôi còn muốn bấm luôn. Ôi trời ơi. Bây giờ nhìn người tim đã rơi xuống rồi. Nghe hát mà nó rụng luôn. Nói chung là anh ngưỡng mộ em. Đúng là cô giáo dạy nhạc mà rất là ngọt ngào mà. Hay anh quá. Nghĩ rằng anh Quý hát cũng tốt mà. Không, tôi bị rỡn da gà luôn á. Em hát xong ngay tim anh động loạn nhịp rồi. Thật đúng loạn nhịp, chị còn loạn nữa. Dạ, rồi em. Ôi thế, rồi. Thế nào, thế thế nào? Dạ, bây giờ người em có điện, điện. Anh điện, có điện. Tôi luôn. Đấy, có điện mà kêu anh bằng chỉ luôn đấy. Dạ. Cái lượng điện này chắc phải 500 kV điện. Mạnh, dạ. Bây giờ hai người đó, một người, hai người ở rất là xa. Tôi mình nói đi, thí dụ tụi mình bấm nút thì mình sẽ hẹn hò thế nào, cho nhau cơ hội thế nào và tạo nhau một cái điều kiện lãng mạn nào để yêu nhau. Quyết đưa ra vấn đề đi. Đấy mà coi như quen nhau xong một phát mấy tháng sau cưới này. Thì anh hy vọng một cái là anh sẽ tạo điều kiện cho hết mức và đằng sau của bên em công việc đó thì anh cũng sẽ là người đàn ông vững chắc để cho em tin tưởng và gửi gắm cả cuộc đời mình còn lại, kể công việc và cái tình cảm. Em có cảm giác đây là cái người đàn ông mà có thể làm chỗ dựa cho em không? Cái trái tim em nó có một cái chút loạn nhịp nào không? Dạ, hiện tại bây giờ em rất ổn. em không dễ, em không dễ yêu. Thực ra là để yêu em cần thời gian. Sự là ngồi đây thì em chưa cảm nhận hết được con người của anh. Em có thấy đây có phải là một nửa yêu thương mình đang hướng tới không? Dạ, em ngoài sức tưởng tượng của em. Ngoài sức tưởng tượng. Vâng. Chúng ta sẽ tiến tới nắm tay cô ấy và nói một câu gì đó tận đáy lòng của mình, mắt nhìn mắt, để xem là cô ấy có đồng ý bấm nút hay không nha. Nào, tiến tới đi. Cô ấy đứng lên, hai người nắm tay nhau để cảm nhận. Và em hãy nói điều gì với cô ấy. Quyết nắm hai tay nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Em muốn điều gì em nói đi. Hồi hộp quá em ơi. Nhìn thẳng vào mắt cô ấy, cứ nhìn. Đây em ạ, đấy thì tình cảm của mình đến đây là một cái duyên. Qua chương trình thì mình gặp vào nhau, thì hy vọng cái duyên này nó tạo ra cái lợi thì phải trả cho nhau và vượt qua sóng gió của cuộc đời để đến với nhau để biết vậy tốt nhất. Rồi. Hai bạn, đặc biệt là cô gái Mai Hà, em có 30 giây nhắm mắt lại, để tay vào nút bấm. Suy nghĩ cho kỹ nha các bạn. Chúng ta đã trải qua lần đò rồi. Trao duyên không có dễ như vậy đâu. Rung động thì trao, không rung động thì thôi. Nào, sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Cô gái không bấm. Em rất là xin lỗi tại vì được em chưa. Đâu sao em? Nhưng mà chúng ta có thể là bạn, em rất vui được biết anh. Anh thật sự nha, nếu là anh ở vị trí em, anh sẽ quyết liệt hơn nữa. Nên em run quá anh. Run quá đúng không? Dạ. Em phải cần quyết liệt hơn nữa, phải đúng cái tên của em là Quyết và Liệt luôn, và Liệt luôn. Là quyết liệt, quyết rồi. Xong rồi liệt luôn không phải. Phải quyết liệt đi chung. Chúc các bạn sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình nha. Dạ vâng. Cảm ơn em nha. Cảm ơn. Hãy giữ lấy quà của nhau để nhớ rằng một ngày nào đó ta được gặp nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Anh tóc dài à? Nếu mà không có tóc thì làm được không? Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Xin mời nhà gái. Mời bạn trai. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chào quý khán giả. Dạ, em là Nguyễn Thanh Hùng, năm nay em 31 tuổi. Em lớn lên ở Kiên Giang. Hiện tại em làm việc ở Hóc Môn. Em là nhân viên công ty của Orion.
Dạ, em sao nè, em nói coi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào tất cả các anh chị có mặt trong trường quay hôm nay ạ. Em tên là Nguyễn Phi Hoàng Ly, năm nay em 27 tuổi, hiện tại em đang là thư ký cho công ty cổ phần đầu tư bất động sản Anh Tuấn ạ. Dạ, em đang làm thành phố, hiện tại thì cái trụ sở chính của bên công ty em á, thì hiện tại đang ở Nhà Bè. Nó cũng hơi xa chút xíu nhưng không sao. Em... Mình bên đàn gái có ưu điểm, khuyết điểm gì vậy? Thật sự ra ưu điểm của em á, là em rất là vui vẻ, em rất là tự tin vào cái khả năng mà mình có thể giao tiếp với mọi người. Tại vì cái môi trường công việc của em á, tiếp xúc với khách hàng khá là nhiều. Thật chất ra em còn một tí gọi là nhây với lầy lầy. Nhây với lầy đúng không? Dạ, thiếu điểm lớn nhất của em đó là não cá vàng. Rất là dễ quên đó chị. Có nghĩa là đôi lúc mình đang nói là cái chuyện này mình phải làm buổi chiều mà cách tới buổi trưa mình vẫn nhớ. Xong tới buổi chiều gần nửa tiếng nữa sau cái ủa mình đang làm cái gì ta, mình muốn làm cái gì, cứ em cứ đi vòng cái đúng ngay cái vị trí mà muốn làm đó. Cái nghĩ à mình muốn làm cái này. Lúc đó có nghĩa là đúng dạ đúng rồi, có nghĩa là em phải đi một vòng có đúng cái vị trí lúc đầu mà em muốn làm cái công việc đó thì em bắt đầu em mới nhớ lại cái công việc đó mình cần phải làm buổi chiều. Rồi em có tật xấu gì không? Dạ có, nói chung là em cũng hơi giờ dễ thung. Một phần nữa là em cũng hay lè mè. Tại vì nãy giờ biết nghe cái mùi bánh nó cứ phả lên trong mũi thơm quá Linh ơi. Mà cái tôi không biết là bánh gì luôn á Linh. Để hồi ta qua mời đàn trai ăn được, đàn trai cho ý kiến. Không, Linh nói ngộ lắm Linh. Tôi hình dáng cũng không giống ai mà gọi là gì đó, nguyên vật liệu tôi cũng không biết nó là cái gì luôn á Linh ơi. Để hồi tôi thử tôi sẽ biết bánh gì cho bên coi. Rồi còn bên đàn trai thì sao? Dạ, điểm mạnh của em á là em biết nấu ăn, không gia trưởng, hài hước, quan tâm em út và thiếu nhi. Điểm yếu của em á là em hay quên lắm. Rồi, bên kia cũng hay quên, bên đây cũng quên nữa. Dạ. Rồi có cái đến với nhau rồi sanh con cái nào mà lọt con mà quên ở đâu á, ở trong nhà mà không biết nó để ở phòng nào luôn không trời. Dạ thì bởi em mỗi lần em muốn làm gì phải ghi vô tờ giấy á, mà đôi khi cái tờ giấy em quên ở đâu luôn không biết nữa. Rồi xong luôn, coi như xong hàng luôn. Dạ. Em thích làm thơ nghiêm túc có, mà làm thơ mà lầy lầy cũng có luôn. Làm thử coi. Cuộc đời giờ dở ngương, việc làm không hết, yêu đương cái gì. Đúng rồi. Dạ. Phải làm việc trước mới yêu đúng không? Dạ, nhưng mà mình nói xong mình suy nghĩ lại và không được, mình đang ế mà. Bây giờ phải làm thơ là yêu đương lại. Rồi sao? Em xin phép đăng tải người phụ nữ nha. Ừ. Con gái là đẹp vì mái tóc và con mắt. Cho em hỏi là bên đó là tóc ngắn hay tóc dài ạ? Dạ, dưa thì em làm tóc dưa đúng không? Dạ. Nếu mà không có tóc thì làm được không? Nếu mà không có tóc thì làm được không? Dạ chưa nghĩ ra. Dạ. Tóc em chống ngang bờ vai, mắt đen lấp lánh long lanh mỹ miều, thầm thương chợt nhớ trộm yêu, ước mong mỗi buổi sớm chiều có em. Hay quá. Có nghĩa là anh đó anh cũng ghê thiệt á, chưa gì anh đã thả thính rồi đó. Rồi. Thì nãy giờ em thấy bạn anh bên kia cũng thả thính quá trời luôn. Nhưng mà do em cũng không có tài gì, em chỉ có là sở thích làm bánh. Nhưng mà những cái món bánh mà ít người biết tới à. Ví dụ giống như đây là món bánh bông mít. Ừ, dạ. Bánh này em làm bằng nguyên liệu gì? Có nghĩa là nguyên liệu chủ yếu của em đó là em sẽ làm bằng mít. Em sẽ lấy cái ruột với vỏ mít làm cái vỏ bánh bao. Còn, em sẽ băm nhuyễn, em trộn lại xong với nấm mèo, em nêm gia vị, rồi hành ớt, thổi tiêu. Bánh bao mít Linh ơi. Con nghe biếu đàn trai ăn thử coi rồi nói chuyện sao được không? Chị hỏi này, nhưng cái bánh này em chế tạo vậy nhưng mà em có ăn không? Em cũng có ăn thử qua bạn em cũng mới ăn thử xong. Vậy hả? Hỏi vậy cho chắc ăn nè, hồi bị ông Linh ông sẽ ăn đầu tiên. Dạ. Mà chỉ có cái ông mối đó thôi, mà lỡ mà ông ấy có chuyện gì ông bỏ chị đây. Thật là sự chị cái này là em cũng lần đầu tiên em làm. Ừ. Dạ. Lần đầu mà em ăn thử cái này chưa? Dạ rồi, có nghĩa là hello sáng. Hello. Chào anh. Đàn gái. Trời ngon quá. Bánh bao mít. Chuyển qua đàn trai ăn mùi bánh bao, nhưng mà bữa nay ủa cái bánh bao gì mà bao nó không hết vậy mà nó cứ he hẻ ra vậy, khó chịu với sợ. Mày luôn. Giống khổ qua dồn thịt quá vậy. Nè, làm miếng coi. Em được cái em canh đạo lắm anh Linh. Em làm đi coi như có gì em chịu trước nha. Rung quá là múc lộn cái muỗng luôn không. Nè làm thử đi, làm nguyên cái này luôn. Nguyên cái luôn. Ăn tại mà người ta mang tới đây để tặng em mà. Đúng rồi. Đó, sao nè, cho ý kiến đi. Công dung ngôn hạnh tề gia nữ. Phải ăn hết dĩa mới biết ý kiến. Hay sao em? Dạ ngon. Ngon không? Dạ ngon. Có cái vị thế nào? Dạ ngọt ngọt, mặn mặn. Đúng rồi, đầu óc sáng tạo. Cái này tôi cất để tối tôi ăn tiếp. Ủa, nên lấy luôn hả? Lấy luôn thôi, ăn rồi luôn đi. Ơi. Cái gì đưa qua đàn trai là không có trở về luôn được. Rồi, cưng mất. Nói nghe nè chị hỏi nè, bây giờ cái chuyện tình duyên của em sao rồi? Tính ra thì em có được một mối tình chính thức ạ. Chính thức được bao nhiêu năm? Dạ được 4 tháng ạ. Trời ơi, có 4 tháng rồi hả?
Em thứ nhất là do bạn đó bằng tuổi với em, em cảm thấy giống như là em gây áp lực cho bạn vậy, em chững chạc hơn. Thì sau đó thì hai đứa em cũng chia tay nhau. Tức là họ chưa toàn tâm toàn ý với em. Thôi 4 tháng chưa phải là yêu sâu đậm đâu. Em nghe lý lịch tình yêu của đàn trai nè. Dạ em có hai mối tình. Hai mối tình. Dạ mối tình thời cái tuổi chưa có mạng xã hội. Dạ là năm 21 tuổi. Thì em đang quen cái cô này trong cái thời gian là cô đang cô đơn, chấp nhận yêu. Yêu xong rồi cái thì bởi không có Zalo Facebook á, cho nên em không có chỉ nhắn tin thôi. Thì một thời gian sau cái cô này cũng có nhắn tin là thôi mình dừng ở đây. Đến năm 26 tuổi em bắt đầu mối tình thứ hai. Thì cái mối tình này là ở trong giáo xứ em luôn, muốn đến hôn nhân. Thì lúc đó em chưa sẵn sàng bởi vì em còn mới đấy em còn đi học. Cho nên là em cũng nãy nói là em chưa có sẵn sàng và chưa có đủ kinh tế. Thế là người ta không có đợi em được. Trời ơi, tội nghiệp không? Nhưng mà bây giờ Vân hỏi là bên kia đã sẵn sàng cho cái cuộc hôn nhân chưa? Kinh tế thì em xin chia sẻ thật luôn là gia đình em vừa cưới thằng em trai và vừa được sự giúp đỡ của gia đình thì nhà em cũng có một miếng đất rồi. Thì giờ chỉ muốn có một người để xây một máy ấm. Trời ơi, ngon lành. Bây giờ tôi muốn biết đàn gái cái mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào. Mẫu hình lý tưởng của em cũng đơn giản lắm chị. Tại vì do em có chiều cao cũng khá là cao, em tới 1m65 rồi. Thì em mong muốn bạn trai của em là khoảng từ 1m75 hay là 1m8 hoặc là thấp nhất cũng phải là 1m7. 1m7 đổ lên. Dạ, 1m7 đổ lên. Quan niệm của em là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Tốt gỗ, tốt nước sơn, gỗ có tốt không ấy ơi. Gỗ cẩm lai. Cẩm lai, ok. Cẩm xe, bỏ đỏ rồi đó. À, em nhìn em cảm thấy thiện cảm thôi. Thiện cảm dạ, thôi. Dạ đúng rồi ạ. Anh nói em gái nghe, bây giờ em đưa ra những vấn đề đó anh thấy đàn trai là rất là ok luôn. Dạ. Mai thấy hợp rồi đó. Dạ, em chào chị. Chào em. Hiền lành. Tôi nhìn cái giò là tôi biết cao rồi nè, này cũng 7 mấy đổ lên rồi đó. Được chưa? Được rồi đó, nhưng mà còn em, bây giờ em mong muốn cái người bạn gái của em sao? Dạ, bởi vì em thì là con trai trưởng, em cũng biết trên biết dưới. Em cũng muốn người của bạn em á là hiền lành, hiếu thảo với là ba mẹ, rồi cũng tôn trọng ba mẹ em. Và hai nữa là cũng không có dữ dằn lắm, nghĩa là em không thích cái tính so sánh. Bé hôm nay bé đi với ai ạ? Dạ hôm nay thì em đi với lại ban giám đốc công ty và người em với lại người bạn thân với lại các đồng nghiệp trong công ty ạ. Rồi. Dạ xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Chào anh. Xin chào các anh chị trong phòng. Tôi đại diện ban giám đốc đi theo những người thân của em. Ở trong công ty Ly là cái vị trí là thư ký của tổng giám đốc, làm việc rất là nhiệt tình, năng nổ và có chuyên môn. Chính cái tính hay quên mà Ly nói á, có những buổi là phải ở lại làm tới 6-7 giờ tối mới về để cho xong cái công việc đó là cái trách nhiệm. Em trai bên này thì tôi thấy em cũng rất là chững chạc, cũng có cái công ăn việc làm ổn định. Với lại các cái tiêu chuẩn của Lý đưa ra thì như anh thấy là cũng là tương đối là cũng được 80% rồi đó. Thì nếu có điều kiện thì hai em cũng nên cho cơ hội nhau để đến với nhau. Xin hết. Rồi, cảm ơn anh. Đó là em trai đi với ai? Dạ đi mẹ em và em dâu của em. Chào cô. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh, xin chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Mình là mẹ của cháu Hồng. Không phải nói chứ thật sự cháu Hồng là rất là hiếu thảo, là con trai trưởng, rất biết lo lắng. Cô thấy con gái bên này là cười có duyên, rồi má lúm đồng tiền nữa. Rồi con nói là con hay quên, Hồng cũng hay quên. Yên tâm, nếu muốn gì cứ nói cô sẽ nhớ, cô nhắc cho hai con. Rồi còn con thích làm bánh vậy, cô cũng rất thích ăn bánh. Mà nhà cô toàn con trai không à. Thế là cô cũng thích con ở cái điểm con biết làm bánh. Rồi điểm thứ ba nữa là con nói là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Đúng với quan điểm của cô luôn. Cô nói thật, không phải bây giờ hai con ngồi với nhau đây mà mới thấy nhau bảo hợp hay là không hợp. Cái đấy không đúng, mình cứ tìm hiểu nhau. Đúng là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Thật với chị Hồng Vân với Quyền Linh vậy. Rồi còn đến với nhau hay không là quyết định của hai con. Còn nếu hai con đồng ý, má ok. Má quá. Má ok liền. Quyết quá, quyết liệt. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai đứa gặp mặt. Mở rào. Đó, không gian này là của hai em đó. Bắt đầu đi Hùng. Anh có món quà tặng cho em. Cao quá cao rồi, đó, cao lắm. Em thấy anh có đúng với lại cái hình em suy nghĩ không? Dạ thì anh em nhìn thấy cũng giống với những cái gì, những cái tiêu chí đặt ra với lại cái hình mẫu bên ngoài. Em quan trọng về cái tính cách hơn, tại vì mình sống với cái tính cách chứ mình không có sống với sắc đẹp được. Nhưng mà em biết sao không? Chị nói về tướng, về nhân tướng đó em, cái lỗ tai đó tốt lắm đó em ơi, giàu lắm đó cưng. Em nghĩ là sao đang chóc chóc rồi á. Nhưng mà gỗ thì vẫn còn tốt ạ.
đi sơn lại thôi, có gì đâu. Dạ thì em cũng tính đập đi xây lại rồi chứ. Mà mẹ em kêu là thôi, trong cuộc đời thì cái gì quan trọng trước mình làm trước. Thì em nghe lời mẹ em thì mình ưu tiên cái chuyện quan trọng của em mình. Và hai nữa là cái này em chưa chia sẻ. Thì nhưng mà em cũng hy vọng là gặp cái người bạn là không có quan trọng quá về bên ngoài. Cho nên mình tiết kiệm một mớ để mình làm sau này cái chuyện đại sự. Em hỏi thử đi, nói giờ anh nhìn em về nè, anh xuất khẩu thành bài thơ tặng riêng cho em được không? Thật sự là nếu mà không biết là anh có cảm hứng hay không, nhưng mà anh nhìn em như vậy anh có thể làm được bài thơ tại vì em được hay không? Nãy làm thơ rồi, bây giờ anh xin phép hát ha. Dạ, một câu ngắn thôi. Anh chưa từng nói say yêu em suốt đời, anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó, nhưng anh sẽ hứa anh yêu em rất nhiều, yêu em không cần lý do. Anh cũng không có trọng hình thức, quan trọng là cái tính tình. Thì trước mắt thì anh thấy em cũng xinh, nhưng mà anh tả là có nước đồng tiền, nói chuyện cũng có duyên. Và anh cũng thích giọng của con gái miền Tây đó, miền Nam, nghe rất là hay. Chỉ có chửi là không hay thôi ạ. Thật sự đó là bản tính, mà gọi là bản tính nóng cho mỗi người mình đều có, không những riêng phụ nữ và đã đàn ông đều có. Thì quan trọng là mình có kiềm lại cái bản tính nóng đó hay không thôi. Nhưng mà đôi lúc thật sự trong cuộc sống mình cũng sẽ có nóng, chứ không ai mà cứ bình bình thản thản được hết. Anh theo đạo đúng theo không đạo. À? Em là theo đạo Phật. Thì lúc mà phỏng vấn khách tin á, thì chị biên tập có hỏi em á là vậy thì cái anh đó theo về đạo Chúa được không? Em nói là đạo nào thì cũng là đạo, mỗi đạo đều có một cái đức tính riêng. Em có thể theo bên gia đình chồng học về giáo lý, em không quan trọng về vấn đề đó. Tốt. Hay quá. Tức là đó. Dạ. Trước mắt thì một tuần anh sẽ ghé em một lần. Còn nếu trường hợp như tại vì anh dạy giáo lý về thiếu nhi á, thì nhiều khi nó họp nó quá trưa thì có thể anh sẽ không đi được. Nếu em không ngại thì anh rước lên nhà em chơi. Anh chơi. Là rước về nhà ở quê đúng không ạ? Không, ở trên đây. Nhà ở trên đây. Thì có phải chi mà xuất khẩu được bài thơ là hay quá ha. Đúng rồi, nếu xuất khẩu được bài thơ là hay. Không, thì làm thử coi. Dạ, để em suy nghĩ tại vì nên bộ đồ xuất. Hôm nay gặp cô làm bích, thấy cô cười khúc khích, trái tim tôi nhúc nhích. Hai đứa mình cố gắng tạo thành tích để có nguyên một bầy con nít. Hay quá. Trời ơi. Anh Linh giỏi hơn em luôn. Thí dụ vậy đó, coi như em mượn cái bài thơ của anh Linh để dạ không, lời em đi. Em thích cái gì là của riêng em ạ. Thu qua đông cũng sắp tàn, trời đất chào đón một mùa xuân sang. Ngóng trông ngày hạ nắng vàng, ngày dài tháng rộng, có nàng có ta. Trời ơi. Chứ tôi muốn cái nút bấm đó phải đến từ trái tim của mỗi người, và phải có trách nhiệm với cái nút bấm. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 3 2 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Hay lắm. Hãy nắm tay nhau nào. Và hãy xin phép một nụ hôn đầu tiên. Sao anh vẫn còn rung vậy? Rung lắm rồi. Tại vì mấy năm nay chưa có nắm tay người con gái nào hết á. Từ 26 tuổi chưa anh. Hồi tim hồi hộp không? Hai dạ, người còn bây giờ nụ hôn đầu tiên bắt đầu. Dạ cho con xin phép, xin phép mà. Chào về mình. Em tên là Huệ, em đang làm kiểm soát nội bộ tại công ty Hoàng Anh. Năm nay em 28 tuổi, đang sống và làm việc tại thành phố Buôn Ma Thuột ạ. Là bây giờ xuống đây tham gia chương trình thôi, là về vẫn sống ở trên kia. Dạ đúng rồi ạ. Rồi, mình nghe với bạn trai trên kia giới thiệu ha. Xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả. Em tên là Bùi Nguyên, nguyên quán thì ở ngoài Hà Nội, sinh ra và lớn lên thì ở Đắk Lắk. Nhưng mà em học tập và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em 27 tuổi. Giờ em là nhân viên IT. Một người ở Buôn Ma Thuột, ở người Đắk Lắk gần nhau. Nhưng mà bạn nam là làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, dạ cặp này hẹn hò sao thấy nó hơi xa xôi cách trở. Đâu có gì đâu, cùng quê mà. Người đi làm được cũng về Đắk Lắk thôi đúng không bạn? Đắk Lắk là Buôn Ma Thuột đúng không? Dạ. Ủa, bạn dạ, có bao nhiêu mối tình rồi bạn? Tính mối tình chính thức thì em có 2 mối tình vậy. Bao lâu chia tay bao lâu rồi? Không chính thức là chắc 20 hơn. Mối tình chính thức thì tại nó gọi là không muốn chính thức nên nó cũng gọi là mối tình. Mà bây giờ hỏi bạn nè, bạn nữ là lớn hơn mình 1 tuổi thì bạn có ngại không? Nói chung là tình yêu thì nó cũng không quan trọng mấy vấn đề đó vậy. Bạn nữ thì sao? Mình ở trên đó, nếu như mình có bạn trai ở thành phố Hồ Chí Minh thì bạn nghĩ như thế nào? Là cho em hỏi anh luôn được không ạ? Hỏi anh luôn đi trực tiếp. Anh ơi, anh có ý định về Buôn Ma Thuột không ạ?
Thì mình cũng chắc định hết năm nay là mình về Đắk Lắk bạn ạ. Về sinh sống ở đó luôn. Dạ đúng rồi, mình sinh sống và làm việc ở đó luôn. Dạ vậy thì quá tuyệt vời chị ạ. Quá tuyệt vời ha. Dạ. Nhưng mà cơ bản khoan, hai người hỏi với nhau thử coi xem có ở gần với nhau, coi chừng ở gần gần, coi chừng bà con không biết rồi nha. Bạn ở đâu nhỉ? Bố mẹ em ở huyện Cư Mờ Nga. Mình ở Madarak, bạn có biết Madarak không? Dạ em biết anh. Rồi vậy được rồi, ổn. Thí dụ như mình lấy vợ là sau này mình về quê mình ở với ba mẹ mình luôn á bạn? Gia đình em thì có mình em là con trai ạ. Chị em với cả em gái em thì đã lấy chồng rồi, thì là ở với ba mẹ. Còn mình có biết nói tiếng dân tộc hay là gì không? Có, nói tiếng dân tộc sơ sơ chị. Ví dụ như kính chào quý vị khán giả thì lung cúc bô lúc quên sang. Hoặc là, hả? Hoặc là ăn cơm thì họa say. Ủa bạn nam có biết nói không? À, Ajon Kapate em nhớ mấy câu đó. Không biết là gì? Hình như là anh yêu em. Em lại không biết câu đó. Biết học quá ha. Học có câu một quá ha. Thuộc bài gì ở Tây Nguyên? Hát lấy lòng bên kia coi. Trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành. Trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối. Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối. Trái tim tự tìm ra lối. Bước qua gian dối người ơi. Em ơi, em đi tìm mẫu bạn trai lý tưởng như thế nào? 1m7 thì càng tốt ạ. Một người biết quan tâm, biết lo lắng, là người thành công trong công việc. Nghĩa là em ấn tượng những người có sống mũi cao, hát hay. Như anh ấy là hát hay rồi đó. Chút nữa chị sẽ qua chị coi. Dạ. Bụng thì không nên to quá, em ôm vỗ đủ phòng ôm thì được rồi. Có cái điều nào bạn không thích không? Nghiện thuốc này, nghiện bài này, rồi nghiện game. Nghiện em được không? Đó, thì chuẩn đưa ra đó em thấy em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? 60-70% thôi. Em mong muốn thế nào? Thân thích thì cao trên 1m50 là được, hiền lành nhưng mà biết chửi nhau. Ủa, lạ gì? Đôi khi mình đi nhau cuộc sống cũng có nhiều cái va vấp, chẳng hạn đi ngoài đường, chẳng hạn người ta sai nhưng mà mình không sai mà người ta chửi mình, mình phải biết đối đáp lại với người ta. À, có nghĩa là muốn bạn gái mình ra đường không có bị ai bắt nạt phải không? Dạ. Bây giờ nếu được thì chừng nào mới tiến tới hôn nhân được? Dạ 1 năm chị. Mình 1 năm được không bạn trai? Dạ được ạ, tùy theo bạn gái thôi. Nếu mà yêu nhau mà tiến tới hôn nhân thì em sẽ cố gắng nhiều hơn trong công việc. Rồi, mình có thể nói một chút xíu những cái ưu điểm với khuyết điểm của mình. Ưu điểm của em là nhanh nhẹn, chịu khó, là nấu các món ăn vặt rất xiên và ngon. Kem lăng, sữa chua, rồi rau câu dừa, rồi trà sữa. Rồi. Nói tôi chảo nước miếng rồi nè. Dạ. Còn khuyết điểm? Em sống nội tâm, hay suy nghĩ mà theo kiểu suy diễn luôn. Ví dụ như bạn chị nói vui chọc mình mà mình nghĩ vào cái câu đó mình xoáy chắc là nói khiến mình gì dữ lắm. Tối về suy nghĩ ngủ không được. Chi vậy cho nó mau già thôi kệ đi, bỏ bớt đi. Dạ, đúng bây rồi. Giờ chị hỏi này là em có lớn hơn bạn nam 1 tuổi đó. Bạn nam thì không thành vấn đề nhưng mà giờ em có ngại gì không? Em lớn hơn nhưng mà anh ấy là người chững chạc hơn, biết lo lắng cho mình hơn thì tốt. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi ha. Dạ. Bạn có ưu điểm khuyết điểm gì không? Bạn giới thiệu cho bạn gái bên này nghe luôn. Em nói khuyết điểm chưa? Đôi khi cũng hơi khó tính. Sống thêm về tình cảm nên đôi khi nó chi phối công việc nó nhiều. Rồi, sở trường của bạn trai là gì? Em nấu ăn cũng khá ngon. Dạ thì biết một số tài lẻ như là có thể là giả dòng Hồng Kông chẳng hạn. Là mọt thuật. Rồi giả dòng Hồng Kông giới thiệu vô bài hát luôn. Cô nương à, cô nương có bằng lòng về Đắk Lắk sống với ta không hả? Tiền bạc đối với ta không thành vấn đề đâu. 2 tờ 500 ta coi như 1000 thôi mà. Đối với ta, tình yêu là tất cả. Tiền bạc chỉ là phù du thôi. Dạ chào chị ạ. Tiếp đang hay mà. Dạ thì bây giờ là hết, kết thúc. Giới thiệu vô bằng tiếng Hồng Kông hát luôn. Thấy chàng trai có lẽ hơi rùng quá nhà. Bây giờ ta không có dù đâu. Sau đây là ta sẽ hát bài, một bài gì đó. Ta không biết là bài gì hết. Thôi hát bài lúc nãy đi. Ủa vậy hát nãy hát rồi, vậy hát gì nữa? Dạ thôi chắc lên thôi vậy. Còn có tài năng gì nữa không? Em cũng biết làm ảo thuật nhưng mà chắc... Gì móc móc gì vậy? Ảo thuật chắc tí nữa em diễn cho bạn gái xem ạ. Ồ, thôi cũng được. Bây giờ bạn có biết lý do tại sao bạn ế không? Đi học hay đi làm gì đó hay là đi ở trọ thì cái quanh khu vực em là đa số là con trai ạ. Thứ hai thì cũng có thể do một phần mặt hơi đều đều tí. Dạ dở cái kiến nhưng coi rồi sống mũi cao. Tạm thôi. Dạ. Không nhưng mà bọc dáng tương ta cũng hợp lý. Lấy nhau về tiền bạc thì hai vợ chồng ai sẽ người quản lý? Hai vợ chồng nếu mà ai mà quản lý giỏi thì sẽ cho người đó quản lý. Chắc cứ phân chia ra một tháng này bạn quản lý tháng sau. Vậy rồi làm sao có cái quỹ được, vậy là banh chành á, người nào một người thôi. Thử trong năm xem ai giỏi hơn thì... Cạnh tranh công bằng ha. Dạ. Thôi được rồi, để mình hỏi bên này coi. Em thấy như vậy là không ổn lắm đấy. Không ổn đúng không? Nhưng vợ quản lý thì vợ quản lý hết. Còn chồng là quản lý được quản lý hết. Cách bạn này nghĩ ra cũng có nghĩa là đó. Nhiều người cứ nói phụ nữ là quản lý tốt. Nhưng mà đôi khi có những người phụ nữ người ta cũng đỉnh đoạn. Người ta không có vung vén thì cũng không có giữ được tiền. Dạ. Anh thấy cũng được. Nhưng mà kế toán tính hay lắm. Kế toán tính sao mình nghe vậy lên đây.
có một cái thật xấu gì? Hay suy nghĩ và suy diễn đó. Ngoài ra là cũng hay mít ướt đó nè. Thì mít ướt nàng nghĩ được không? Dạ thì em cũng thích con gái hay khóc ạ. Thôi hay khóc hoài luôn em. Không có tiền đem về là khóc. Quản lý ô cũng khóc em. Cứ về là được. Dạ. Hai người về kiếm mẫu cà phê là trồng cà phê hoặc là trồng điều tiêu với điều ha. Dạ. Đúng là vợ nào chồng đó. Thì tại sao mình không có tìm được người bạn trai cho mình ha? Là cũng có bạn này bạn kia tán, nhưng mà hiền quá hoặc là không có ấn tượng gì nữa, hay là không có duyên á, nghĩa là không đến được với nhau. Anh thấy là hai người có vẻ hợp nhau đấy. Hôm nay mình đi có người thân nào đi theo với ủng hộ mình không? Hôm nay em đi thì có chị Châu em và bạn thân của em đi cùng. Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường cùng tất cả khán giả ở chương trình hôm nay. Em là bạn thân của Kim Huệ được khoảng gần 30 năm. Dạ. Từ nhỏ lớn chơi nhau luôn hả? Dạ. Ngoài cái những cái mà Huệ nói ra thì có một cái đặc điểm rất là hay ở Huệ á. Tại vì ba mẹ Huệ đều là bác sĩ hết, nhưng mà Huệ không theo cái ngành đó. Tuy nhiên thì cái tiệm thuốc này kia Huệ hay phụ, cho nên cái kinh nghiệm về y thuật của Huệ rất là tốt. Cái tăng duy nhất của em là về cái tính cách. Tuy 28 tuổi rồi nhưng mà tính cũng là vô tư, cũng hơi mít ướt. Em chưa đánh giá nhiều được về bạn trai, nhưng mà còn một người bạn nào chững chạc một chút xíu. Nhưng mà lúc tiếp xúc thì em thấy bạn trai cũng xinh giống như bạn em luôn. Thôi em muốn hỏi ý của chị dâu. Chị nhìn lên thấy hai em là cũng tuyệt vời đấy, nhưng mà còn sau này hai em thế nào nữa? Em như bạn nói chị tin á, chị thấy có vấn đề gì không? Cái chuyện chị tin rồi thôi, có khi mình cũng có thể thay đổi được. Các bạn bề ngoài thì em nói chuyện nó vui vẻ, nhưng mà thực chất là trong đầu em suy nghĩ rất là nhiều. Đôi khi mình muốn hòa đồng. Được, được. Dạ. Em nói chuyện thì cũng thấy có vẻ trẻ trung á, nhưng mà em suy nghĩ như ông già. Dạ. Thế bạn trai có đi với người thân không? Dạ, ở dưới kia có anh rể của em đi cùng ạ. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường cùng toàn thể khán giả. Thì anh thấy là Cộng Nguyên thì cũng nhiều tuổi, Huệ cũng nhiều tuổi rồi. Thứ nhất là vậy. Thứ hai nữa là hai nhà thì cũng gia đình thì chắc cũng là tương đồng. Nhưng mà Cộng Nguyên thì cũng còn không già dặn như Huệ. Thật tình, thật tình. Có sao nói vậy? Chúng ta sẽ gặp gỡ nhau nha. Đó là ý kiến của những người thân rồi. Bây giờ tới phiên mình nha. Do mình quyết định hết. Kéo màn. Mình với bạn á, nhưng mà tiến tới xa hơn nữa thì bạn có chịu về Maroc làm dâu? 60 cây là không thành vấn đề anh, là gần, còn hơn nữa thì xa. Thôi mình gọi nha anh em cho nó tình cảm đi. Nhìn bạn rất là dễ thương. Nữa. Bạn loài một mình ghê lắm này. Tóc bạn rất là đẹp. Em đi. Dạ. À, tóc em rất là đẹp. Dạ, em cảm ơn. Em cười rất là đẹp. Nhìn anh rất là chi tiết. Thực chất thì anh cũng chi tiết lắm. Anh rất là hay pha trò, ví dụ bạn gái mà nhõng nhẽo là anh có rất là nhiều chiêu để dỗ. Xí. Dạ. Nãy em có nói là hồi nữa em ảo thuật cho bạn gái coi. À, đúng rồi. Cho người đứng sát cái gần người trước này nè đó. Có nó lòi. Kệ. Ừ, thấy không em thấy kịp không? Em chưa hiểu ra ảo thuật chỗ nào. Chưa thấy ảo thuật chỗ nào trên á. Đây là cậu ông, cho tay. Thấy kịp chưa em? Hay không? Quá hay. Có tài, có hay tài. Đâu. Ai. Cầm quơ, xong đưa đây tay cầm bóng đi, em đưa không có gì, em cầm bóng đem lấy thôi. Anh đứng sao thấy được. Cái vấn đề là người ta dâng tay là được rồi. Ờ, cái vụ tiền nãy nói chưa xong nữa. À, đúng rồi. Cái tìm bạc thì mình cũng không quan trọng mấy, nói chung là ai giữ cũng được hết à. Ông này ổng bốc nhất trước sau dễ sợ không? Bà cái này chưa thấy, cái này bây giờ thấy giao hết luôn. Cái này dân gian người ta gọi là gì biết không? Chị ơi, đó là nhìn mặt gửi tiền, gửi vàng á. Đúng rồi, nhìn mặt rồi gửi vàng đấy. Thứ bây giờ hẹn hò sao? Trong khi mà chờ đợi ảnh về quê đó. Bình thường thì ở nhà nhắn tin hoặc là có thể chat qua Skype để thấy mặt nhau. Em có thể dành ra khoảng một tháng cùng xuống Mưu Thuật chơi bạn gái. Với lại nếu mà mình thu xếp được thì có thể chưa đến tháng mình có thể mình xuống thăm bạn được. Cái cảm nhận lần đầu tiên gặp trái tim mình thế nào? Khoảng cách có vẻ hơi xa, nếu mà gần hơn nữa thì gần đi. Anh cảm xúc thế nào anh? À, chị Tường chị Suối anh có thể hơn em cái được không? Dạ chắc là không vấn đề gì anh. Mình trước giờ cũng chưa hôn giờ không biết sao. Anh thuộc bên nào anh? À, bên nào mà không thuộc bên nào nữa. Bên này anh nhé. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Nếu như bạn gái không bấm nút thì bạn trai nghĩ sao? Thì có thể bạn sơ ý không bấm nút rồi.
Nếu như bạn trai không bấm nút thì bạn gái nghĩ sao? Dạ chắc là cái nút bị hư anh ạ. Rất dễ thương. 3, 2, 1. Chưa có tiếng. Đếm chưa hết là bấm rồi đó. Cặp đôi này trả lời nhanh lẹ dữ vậy ông. Hùng nữa không? Dạ nắm tay thôi. Chưa thấy ai hùng mà còn coi bên nào thuận. Thôi được rồi. Để tặng hai bạn nước xịt khơ miệng thảo dược Relax. Nụ hôn đó sẽ nhân ra nhiều niềm vui hạnh phúc nữa. Chúc mừng các bạn.